Sau hơn 2 năm đóng băng vì tình hình dịch bệnh, đến thời điểm này, ngành du lịch Đà Nẵng đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan cho sự hồi phục. Tuy nhiên, một khó khăn mà hầu hết các đơn vị du lịch đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng. Đầu năm 2022, lượng khách đến Đà Nẵng du lịch tăng, nhiều doanh nghiệp du lịch, nhà hàng, khách sạn liên tiếp đăng tin tuyển dụng nhân sự, nhưng tới nay chỉ tuyển được rất ít so với nhu cầu. Bởi thời điểm dịch bệnh tái bùng phát hồi cuối tháng 4 năm 2021, có khoảng 42.000 lao động trực tiếp và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp trong ngành du lịch lâm vào cảnh thất nghiệp, đã chuyển sang làm nghề khác. Đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động, hiện thành phố Đà Nẵng đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chính sách đối với lao động trong lĩnh vực du lịch để khi 15 tháng 3 mở cửa du lịch thì nguồn nhân lực này sẽ quay trở lại.